Đó, vô số 1 nè, chạy như là chạy xe quay vậy. Nhưng mà đối với những anh em thì E207 nó là một cái gì đó nó rất là đặc biệt rồi anh em. Đó. Thì anh em thấy nãy giờ mình chạy giống như chiếc xe quay không anh em? Đó. Về số nè. Đó, về số mà chạy nè. Đâu cần bóp phone đâu. Nói chung nếu mà mình có tiền á, mà mình dư dư xíu á, mình sẽ mua cái xe nó như thế này để mình đi xài phố anh em ha. Tiến bộ. Y chang một chiếc Sirius luôn. Không khác cái gì hết. Y chang một chiếc Sirius luôn. Đây. Tiếng máy. Có khác gì một chiếc Sirius không anh em? Ôi. Bây giờ mình mới hiểu tại sao mấy anh hình sự ảnh hay sử dụng những cái xe này để để đi lụm đầu mấy em rồi. Hello anh em. Hiện tại mình đang ở một cái chỗ rất đẹp ha, chỗ này Vincom. Đó, thì mình hẹn được một số anh em ở đây. Đây sẵn tiện mình đang có một cái con này. Nếu mà giả sử anh em nhìn vô đây nha, anh em nhìn y chang này luôn, anh em biết được đây là ẹt. Bây giờ thường là nó có hai nhiều rất là nhiều thể loại ẹt ha, ẹt 27 nè, rồi ẹt xuống áo, rồi ẹt tùm lum. Thôi nếu mà giả sử như anh em nhìn vô đây, anh em biết là cái này là xuống áo hay là không xuống áo. Đây mình soi cho anh em soi ha, soi kỹ nha. Ở đây đó, mình soi thật kỹ cho anh em xem luôn nè. Đó. Đó, thì ví dụ giả sử như thế này thì anh em đánh giá cái con này là xuống áo hay như thế nào ha, thì ok, trong video em ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm em này cũng như là cho anh em biết cái xe này là nó như thế nào ha. Let's go. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trải nghiệm thử anh em. Thì chủ xe cũng chia sẻ rất là nhiều với mình về cái con xe này. Nói chung là cũng một cái con xe rất là tâm huyết. Rồi ha, bắt đầu trải nghiệm thử anh em. Ủa xe em có làm máy gì không? Có 57 công cơ khí à. Có 57 công cơ khí à. Rồi ha anh em ha. Thì đây để mình tìm cái chỗ xuống nè. Rồi anh em thì hiện tại mình đang trải nghiệm một chiếc Exciter anh em. Cũng đã lâu lắm rồi mình chưa trải nghiệm Exciter. Mà Ed này nó rất là lạ anh em. Nếu mà anh em nhìn như thế này anh em biết thấy ngay nào mình đang trải nghiệm một chiếc Ed nhỏ đúng không. Và cũng như đầu video mình quay cho anh em xem á, nếu mà giả sử anh em nhìn vô á, mình nãy mình quay rất là kỹ cho anh em để anh em soi thử xem có phải là ẹt xuống áo hay không. Chia sẻ thật sự với anh em, đây là một chiếc ẹt nó cũng xuống áo, nhưng mà anh em nhìn vô anh em không thể nào biết được thế nào là ẹt xuống áo, tại vì bạn chủ xe bạn đã làm rất là kỹ cái xe này. Và thường anh em bây giờ có ẹt xuống áo nó thường người ta hay dùng ẹt 135 ha, ẹt 135 nè đó, để ẹt 135 năm số để xuống áo cho nó tiện nhất, hoặc là ẹt 150 xuống áo. Ờ, thì đối với những cái chiếc xe như thế này á, khi mà anh em xuống áo á, thì rất là dễ nhận biết, tại vì khi có những cái điểm mà đặc biệt mà anh em không thể nào thay đổi được đó, thì khi mà nhìn vô là anh em sẽ biết là ẹt xuống áo ngay. Tuy nhiên đối với cái xe mình đang chạy á, thì bạn chủ xe bạn mua một cái xác xe, mà xác xe này nó rất là lạ anh em, ẹt 1S9A 4 số côn tự động. À, 4 số côn tự động và nó gần giống y chang ẹt 207 nhất có thể luôn đó. Và bạn đã làm dọn rất là kỹ
Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ để mình quay cho anh em xem coi là cái xe này nó kỹ đến cái mức nào. Bốn số y chang là xe quay của mình nè. Vào vô số 1 nè, vô số 2 nè, vô số 3 nè, rồi vô số 4 nè. Đó, đạp cứ đạp. Trời, khác gì xe quay đâu anh em. Rất là lạ anh em ha. Thì ở đây chia sẻ thật sự với anh em, đây là S1S9A. Nếu mà giả sử giống như mình nha, mình không phải là một người chuyên về exciter, thì mình nhìn vô mình rất là khó nhận biết đâu là S207 xuống áo nè, rồi S135 xuống áo, rồi nói chung rất là nhiều loại S xuống áo ha. Đó, thì giả sử những anh em nào anh em chuyên á, thì anh em sẽ nhận biết được đâu là S135 xuống áo. Thì thường anh em sẽ nhận biết vô những cái lốc máy nè, một cái lốc máy. Nhưng mà đối với cái S1S9A này á, thì nó gần giống nhất với S207 rồi anh em. Đó, ngay cả cái lốc máy này nó cũng giống nè. Đó, đúng không anh em, nhìn vô thử lốc máy giống không? Y chang ha. Rồi qua bên đây cái lốc y xì luôn đúng không, không khác đúng không? Đó, rất là đẹp. Đó, thì đối với cái xe nó như thế này á, thì thường á, những anh em dọn lại á, thì anh em sẽ đi cho di bắc 2 tầng ha, di bắc 2 tầng, rồi đề mi di bắc. Đó, mi di bắc rất đẹp ha. Đó, còn phía sau đây thì làm gì đây, phía sau đây thì cũng di bắc thôi. Đó, nếu mà nhìn tổng quan ở một cái view nó như thế này á, thì một cái xe này nó rất là ok, nó rất là đẹp. Đó, đó. Rồi thì bạn mình hỏi kỹ á, thì bạn chủ xe bảo á, cái S1S9A này nó vẫn còn 2 nhược điểm, và khi mà anh em xuống áo á, thì anh em phải thay đổi để cho nó gần giống với S207 nhất ha. Đó là ở phần chẳng 3 này, đó. Chẳng 3 này bạn cũng đã hạ ha, ba đại hạ để mục đích chính là gì, cho cái này nè, cái lốp nè, rồi cái dè này nó sáng như có thể đó, để gần giống nhất. Có nghĩa là nhìn vô cái phần này nè, nếu mà anh em không thay đổi thì nó hầu như là nhìn vô đây là biết. Nhưng mà bạn chủ xe bạn đã thay đổi phần này đó, với lại đó, với lại cái phần phía sau đây ở hồi nãy mình chưa có hỏi rõ là phía sau này bạn thay đổi cái gì đó. Nhưng mà cụ thể là bạn đã thay đổi phần này, ở phần này, tại vì cơ bản S1S9A khi mà anh em xuống áo nó giống với S207 nhất rồi. Trải nghiệm thì sao, thực tế chia sẻ với anh em thì cái trải nghiệm này, ngay cả cái ổ khóa mà mình cắm vô nè, nó cũng y chang xe quay vậy. Xe quay của xe Sirius của mình á, trời y xì luôn. Đó, đề cũng y chang luôn. Trời. Đó, vô số 1 nè, chạy như là chạy xe quay vậy. Nhưng mà đối với những anh em thì S207 nó là một cái gì đó nó rất là đặc biệt rồi anh em. Nó là một cái đánh dấu một cái bước ngoặt gọi là rất là nổi trội của exciter tại thị trường Việt Nam. Và mình nhớ rõ ràng cái năm đấy khi mà mình còn nhỏ anh em, mình còn nhà học cấp 2 á, thì ông anh mình mua một cái xe nó giống y chang thế này. Và lúc đó mình hỏi ra là lúc đó là 45 triệu đồng. Anh em tin được không? 45 triệu đồng vào năm 2007 vậy. Đấy, 45 triệu đồng vào năm 2007 thì anh em biết một cái số tiền nó rất là lớn. Đấy. Mà hồi đó rất là nhiều anh em vẫn mua những cái xe nó như thế này. Đấy. Thì chứng tỏ hồi đấy là cái cơn sốt của exciter nó rất là lớn và làm cho rất là nhiều người, người ta nhiều khi người ta bỏ những cái số tiền nó rất lớn để người ta mua những cái xe nó như thế này. Đó là những cái giá trị mà exciter họ mang lại. Và cho đến cái thời điểm bây giờ nha, những chiếc exciter 207 zin nha anh em, còn easy chưa thay đổi gì hết mà bán giá nó vẫn là rất là cao, nó đâu đó tầm 45-46 triệu. Mà có những cái xe mà odo nó rất thấp thì nó bán đâu đó nó tầm 50-55-60 cũng có thể nên đây. Cái đó là những cái giá trị mà exciter họ mang lại. Bây giờ là chỉ có những anh em nào mà có tiền anh em mới mua exciter ẹt nhỏ hoặc là ẹt xuống áo nó gần giống như vậy anh em chạy thôi. Còn thường thì đối với những anh em nào mà thích ấy, thì anh em chỉ có thể là mua xe mới thôi, mua xe mới như Winner exciter bây giờ thôi. Còn để mua những cái xe nó bây giờ như thế này nha, còn ngon á, nó rất là hiếm, tại vì cái thời gian nó ra mắt rất là lâu rồi. Và bây giờ bảo trì bảo dưỡng những cái xe nó như thế này nó cũng rất tốn rất là nhiều. Thì cụ thể như bây giờ anh em có thể thấy, anh em có thể lên một số diễn đàn hoặc là một số cái chỗ bán exciter là đa số là họ bán những cái exciter ví dụ em 50 xuống áo,
hoặc là S135 xuống áo 5 số full tay anh em à. Đó. Thì những cái xe nó như thế này thì giá nó rất là mềm thì người ta tiếp cận được, chứ còn những cái Edge 207 bây giờ mình nói thật với anh em rất là khó để mua và trải nghiệm đó. Đó. Thì anh em thấy nãy giờ mình chạy giống như chiếc xe quay không anh em? Đó. Về số nè. Đó, về số chạy nè. Đâu còn bóp côn đâu. Nói chung nếu mà mình có tiền á mà mình dư dư xíu á, mình sẽ mua cái xe nó như thế này để mình đi xài phố anh em ha. Đó, rất là thoải mái đây. Trời trời. Đây. Đó. Đây. Về số đây. Về số nè. Đấy. Rồi, lên số chạy nè. Đó. Rồi, lên số chạy nè. Đó. Rất là thoải mái. Chia sẻ thực sự với anh em là cái cảm giác mà nó có cái côn tay á, nó vẫn rất là ok, nó vẫn rất là có một cái gì đó nó khác biệt. Tuy nhiên rằng á, phải nói một điều á, là côn tự động nó đem lại một cái trải nghiệm nó thoải mái rất là nhiều á. Mặc dù là mình không có thể nào mà chủ động vào số vô số các kiểu để cho cái xe mình nó chủ động hơn, nhưng mà thực sự chia sẻ thì có cái số tự động này á thì nó rất là khỏe trong quá trình mà anh em đi xài phố ha, cấp rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là phải nói thật sự là máy nó, mình nghe tiếng máy nó rất là êm. Đây mình sẽ kiếm một cái chỗ để cho anh em nghe thử cái tiếng máy ha. Cái máy bây giờ nó rất là êm. Và bạn chủ xe là không biết là bạn có làm lại máy gì hay chưa, nhưng mà nãy mình hỏi thì bạn bảo là 57 gì không cơ khí gì đó. Thì mình không rành lại xe tơ cho nên là mình không có rõ là tiếng máy này là đã độ hay chưa. Nhưng mà anh em nghe nè. Dừng ở đây, anh em nghe tiếng bô y chang một chiếc Sirius luôn, không khác cái gì hết. Y chang một chiếc Sirius luôn. Đây, tiếng máy có khác gì một chiếc Sirius không anh em? Sirius, nhưng mà Sirius này nó lạ lắm ha. Đó, Sirius rất lạ. Đúng là có những cái trải nghiệm nó rất là lạ anh em ha. Rồi cái kiểu ngồi, rồi cái kiểu lái của nó nữa. Đây. Ui. Nó không phải dạng vừa luôn nha anh em. Không phải dạng vừa luôn nha. Mình chạy nãy giờ mình chạy nhẹ nhàng tình cảm á, nhưng mà nó không phải dạng vừa đâu nha. Đây. Bây giờ mình mới hiểu tại sao mấy anh hình sự ảnh hay sử dụng những cái xe này để để đi lụm đầu mấy em rồi. Trời trời. Cái tiếng bô anh em nó không quá to, nhưng mà cái gia tốc nó đem lại nó rất là phấn khích luôn á. Mình không hiểu cái lý do vì sao luôn, nhưng mà nói chung là nó có những cái trải nghiệm nó rất là ok. Gạ chủ xe thử hả? Mà xe này nó có, nãy mình có chia sẻ với anh em là nó xuống cái kia, xuống chặng 3, cho nên là mấy cái này mình phải kỹ một xíu, không mất công hư xe của bạn chủ xe. Đó. Để cho nó không có bị cạ vô anh em. Đó. Đó. Để mình sẽ chạy vô mình gạ chủ xe coi có bán winner bù trừ bao nhiêu không mà. Rồi bạn chủ xe đâu mất tiêu rồi. Giờ anh bán con winner của anh rồi, anh bù bao nhiêu để mua được con này đây? Con winner anh chắc bù mấy? 15, 16. Quá đã luôn á, chạy nó 4 số mà số nào vặn cũng có được, hay thiệt ha. Đó. Cái xe sáp. Ừ. Quá đẹp. Đó. Thì bạn chủ xe thì có trong cái có hai anh em nữa cũng đi Exciter mà 207 zin luôn. Rồi bữa nào mình sẽ sắp xếp kèo để quay chi tiết cho anh em xem. Cơ bản là cái xe này nó nhìn như vậy thì nó giống y chang rồi, nó không khác gì hết. Nãy giờ mình quay chi tiết cho anh em xem hả. Rất là đẹp ha. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi đăng lóc của mình ngày hôm nay, và hy vọng anh em sẽ tiếp tục đăng ký và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Bye bye anh em, hẹn gặp lại em trong đoạn lóc tiếp theo.